xin kính chào quý vị và các bạn những ngày này tranh thủ thời tiết thuận lợi các loại cá nổi xuất hiện nhiều bà con ngư dân ven biển tỉnh quảng trị thì đang tấp nập vươn khơi đánh bắt vụ cá nam đây là vụ cá mang lại sản lượng và thu nhập chính cho ngư dân và dù mới khởi đầu vụ cá nam nhưng nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ đã thu về nhiều loại hải sản và bà con yên tâm là thời tiết ở vùng biển Quảng Trị cũng như từ Thừa Thiên Huế xuống đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang chiều và đêm nay cũng như 2-3 ngày tới vẫn khá tốt. Mưa nhỏ chỉ xảy ra vài nơi, đa phần là tạnh giáo, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, gió không quá cấp 4 và độ cao sóng từ 0,50m đến 2m. Tàu thuyền đánh bắt xa bờ ở vùng biển giữa Nam Biển Đông và hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì cũng có thể yên tâm hoạt động. Dự báo chiều và đêm nay ở đây đều không mưa, sóng cao không quá 1m50, tầm nhìn xa thoáng trên 10km, gió nhẹ và biển êm. Những ngày tới thời tiết ít có sự thay đổi. Với bà con ngư dân đang khai thác ở vùng biển, vịnh Bắc Bộ thì cần tiếp tục đề phòng với hiện tượng mưa nhỏ kèm theo sương mù về đêm và sáng sớm mai. Tầm nhìn xa trong sương mù giảm xuống dưới 1km. Trên đất liền miền Trung, dự báo tối nay ở Thanh Hóa sẽ có mưa nhỏ, còn buổi chiều ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh trời nhiều mây, còn từ Đông Hới xuống đến Phan Thiết trời chủ đạo là nắng đẹp. Mức nhiệt từ Thanh Hóa xuống đến Đông Hà 26 đến 30 độ, còn từ Đà Nẵng xuống đến Phan Thiết thì nhiệt độ cao hơn 30 đến 34 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo.